Xin chào bạn đã bị lò hương đây. Xin chào bạn nha. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, hôm nay mình lại tiếp tục series thử thách đồ ăn các bạn nha. Đấy, hôm nay chỉ có hai người thôi các bạn ạ. Đấy, hôm nay có Cường với lại Di, hai người ăn khỏe nhất tem bạn nha. Hôm nay mình sẽ thử thách đồ ăn. Đó là thử thách đồ ăn khô và thử thách đồ ăn tươi các bạn nha. Đấy, là như nào anh? Đấy, có nghĩa là hôm nay bọn em bốc vào đồ khô, đồ tươi thì sẽ tương ứng, ví dụ như là chuối, chuối khô, chuối sấy các bạn ạ. Sẽ tương ứng với lại chuối tươi các bạn nhá. Hiểu chưa? Em hiểu rồi. Đấy. Thì phần trưởng này mình sẽ trao người thắng cuộc trong trận chiến thử thách đồ ăn ngày hôm nay sẽ là 500 đô các bạn nhá. Yeah. Phản không anh? Đấy, hình phạt này mình sẽ bắt ăn một quả chanh khổng lồ các bạn nhá. Được. Đấy. Bọn em đã hiểu luật chơi chưa? Em hiểu rồi. Thì các bạn thấy video này của mình hay thì like và chia sẻ video ủng hộ mình nhá. Các bạn có ý tưởng gì hay các bạn hãy comment dưới video này, mình sẽ thực hiện theo các bạn nhá. Đấy. Còn bây giờ bọn em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, thực hiện thử thách đồ ăn các bạn nhá. Let's go. Rồi, bọn em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy các bạn ơi, đây là cái xô để bốc đồ khô và đồ tươi các bạn nhá. Đấy, ai bốc vào đồ nào phải ăn cái đồ đấy. Làm ok. Hơi hồi hộp các bạn ạ. Cái gì đây? Đồ tươi này. Đồ tươi. Đồ khô các bạn ơi. Đồ khô. Ok. Sướng rồi. Rồi các bạn ơi, đấy vòng đầu tiên các bạn nhá. Đến đây ba mở ra nha. 1, 2, 3. Ôi các bạn ơi, các bạn mình đồ khô vào khô vào các bạn ạ, khá là dai và mỏi miệng các bạn nhá. Đồ tươi nha, ức gà, gà tươi mọi người nha. Rồi đấy, ức gà luộc các bạn ạ. Anh có chấm chế nước chấm không anh? Rồi đây có nước chấm đây. Anh à? Có tiêu chanh nhỉ? Số bình dân này các bạn ạ. Các bạn đây, gì phải nhai không? Mỏi hàm các bạn ạ. Mỏi hàm luôn. Wow, một đĩa đấy cũng tương xứng với lại một phần ức gà nhá. Cả chanh các bạn nhá. Đấy mình cho cả chanh vào. Đấy rồi. Cô gà cho chanh vào các bạn nhá. Ngon các bạn ạ. Ủa, nhiều phết các bạn. Rồi. Ủa, ngon các bạn ạ. Ngon nhưng mà hơi mỏi miệng. Cố lên. Gà tươi nào. Ngọt anh ạ. Thơm. Ngọt thế nhỉ. Đấy cái phần ức gà các bạn ạ, ăn thì sẽ rất chi là bổ dưỡng các bạn nha. Tăng cơ các bạn ạ. Đấy mình thấy dân tập gym. Gym hay ăn. Các bạn mới đầu thôi, chưa nói vấn đề gì hết. Đấy khô gà các bạn nhìn này. Bạn ăn hết của bạn đi. Duy nhai cảm thấy nào? Chưa phần gì mới nhỉ. Nó ngọt mà hơi dai nhỉ. Rồi. Đấy các bạn ơi, Duy sắp hết rồi các bạn ạ. Ngon. Gà tươi mới ngon. Nguyên chất. Cô gà nó hơi bạn ơi. Bác Cường ạ. Bác không phải cố làm gì cả. Bác không nói được tôi đâu. Bác đừng có gáy. Đừng có gáy. Thôi, hết mình gọi nha. Đấy các bạn ơi, hôm nay hai thằng đầu chọc này là ăn khỏe tem nhất, khỏe nhất tem bạn nha. Hôm nay xem ai là người chiến thắng. Hết rồi bạn nha. Rồi cờ hết rồi nha. Còn gì thôi. Đây bạn ơi. Nhìn kỹ nha. Ngon quá bạn. Đấy khô gà các bạn ạ. Ăn đồ khô nó sẽ ăn khó hơn đồ tươi bạn nha. Ngon thế. Ngon thế. Chấm phì quá. Quá dài. Quá dài. Rồi các bạn ơi, Duy hết rồi nha. Đấy. Mạnh phết các bạn ạ. Mạnh phết các bạn ạ. Có ai chịu thua chưa? Mới vòng 1 mà. Mới vòng 1 các bạn ạ. Rồi bây giờ bốc thăm tiếp các bạn nha. Rồi. Bây giờ bốc thăm tiếp các bạn nha. Duy bốc trước đi. Đấy, Duy bốc trước đi. Anh bốc trước vậy. Đồ tươi các bạn ơi. Đồ tươi. Đồ khô bạn ơi. Ok. Đấy các bạn ơi. Rồi vòng tiếp theo các bạn nha. Đồ tươi các bạn ơi. 1, 2, 3. Ôi các bạn ơi. Khô bạn ơi, mít khô bạn nha, mít sấy nha. Mít tươi các bạn ạ. Rồi. Đây lâu lắm chuyện mít các bạn ạ, hiểm lắm. Đấy, ăn mít đi. Mít khô có cái vị gì mà ăn. Mít khô ăn nó khô lắm các bạn ạ. Khô các bạn ạ. Ba nhiều phết các bạn. Wow, wow. Ngon không? Rồi, đấy, khối lượng là mình nghĩ là như nhau các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, mít sấy các bạn ạ. Mình xin cường miếng. Căng 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 các bạn. Ngon đấy. Ngon không? Ngon lắm, mít ngọt lắm. Có thể à? Khô, khô mắn. Không biết này chẳng ai, mít đấy. Chắc biết à?
không mấy ngày nhạt nhẽo bạn ạ, mấy ngày không có tí sờ nào, toàn cùi. Các bạn ạ, mít đấy toàn cùi đấy, mít thái các bạn nhá. Bóc hết rồi các bạn nhá. Đấy các bạn ơi, rất là ngon đó bạn ạ. Hôm nay các bạn dự đoán ai là người chiến thắng? Nhìn Cường khả năng là nó to à. Đấy, dễ chiến thắng nhưng mà chưa chắc bạn nhá. Bạn hôm nay Duy không ăn cơm chưa? Ui, các bạn ơi nhìn cái đĩa của Duy, các bạn nhìn chưa? To à, khổng lồ. Vậy biết ai thắng ai thua ngay. Rồi, bắt đầu ăn. Đấy các bạn nhìn chưa? Duy một đĩa đầy luôn. Mít này không hề có tí kiểu như là sơ nó to à bạn ạ. Bắt phải ăn một sơ các bạn nhá. Sơ ngọt không? Nào bạn, cảm ơn đĩa của bạn. Đúng rồi, Cường thì dai giòn gáo áo các bạn ạ. Cơm cơm. Cố lên. Duy ăn thấy nào? Quá ngon. Đấy, quá tuyệt vời. Khô quá bạn. Đấy, bình thường như mình nhá, ăn phát hết túi mít sấy. Chưa nhạo phèo. Đúng rồi. Mình ăn hết 3 túi ăn được. Bạn phải hiểu là ăn hương hoa mới ăn thi nó khác bạn ạ. Rồi, cố lên. Đấy, Cường các bạn ạ. Cố lên, hôm nay Cường có chiến thắng không? Cường chiến thắng là ai không? Rồi. Đấy, rất là ngon đó bạn nha. Cố lên. Đấy. Mở mồm các bạn. Cái này ngon nhưng mà hơi nhiều. Cố lên. Mừng này. Ơi, làm. Các bạn ơi, nếu mà để về mít tươi Duy ăn thấy nào? Mít tươi nó ngọt đấy ạ. Ngọt rồi. Thôi cũng ngọt. Giòn giòn, ngon đúng tầm ăn, không chín quá. Còn Cường ăn thế nào? Ngọt nhưng mà khô nhỉ. Khổ quá. Nói ít bạn. Rồi. Các bạn nhá. Cường hết rồi nhá. Duy anh em. Đấy, Duy lần nào cũng ăn sau Cường các bạn ạ. Ngoại hết mồm các bạn. Mồm đâu mà ăn mấy cái đồ khô khô rồi. Nhanh lên. Sơ ngon thế này còn bỏ á. Bỏ ăn đi. Duy xong chưa? Đấy các bạn ơi, Duy xong rồi các bạn nha. Đấy, Duy chịu thua chưa? Thua anh ơi. Đấy, em ăn hơi chậm đấy. Rồi bắt đầu nha. Rồi, bốc thăm tiếp nha, ai bốc trước đây? Cho Duy bốc trước đây. Rồi, Duy bốc trước đây. Cường. Đồ tươi các bạn ơi. Đồ tươi. Trên rồi lại đồ khô các bạn ạ. Hảo rồi, hảo rồi. Cường lại đồ khô các bạn nha. Tuyệt vời. Các bạn ơi, đấy vòng tiếp theo nha. 1, 2, 3. Mày này bò khô các bạn. Bò khô. Đồ tươi là bò bít tết miếng các bạn nhá. Rồi, ok. Đấy các bạn này. Bò khô các bạn nhìn chưa? Đấy, đẹp con nóng hổi các bạn ạ. Đấy, nóng hổi các bạn ạ. Ôi, thơm ơi. Rồi. Đấy. Chặt thế nhỉ? Thơm nhỉ, của Cường thơm đấy. Đấy. Cho chanh vào cho nó ngon. Ui, suma bỏ ra nhiều thế các bạn ơi. Khiếp. Đấy. Bạn ơi, hắn nhìn bò tươi rất ngon bạn ơi. Nó bít tết được Cường ạ, không đơn giản đâu. À, ái nhỉ, đừng. Cho thịt bạch chanh nhỉ. Đừng. Chua. Đừng. Đấy các bạn ơi, rồi bắt đầu nhá. Em bắt trước đã. Vừa đây Duy ăn một túi gà khô rồi. Giờ đến lượt bò khô các bạn nhá. Hộp bò khô. Rồi bắt đầu. Cay không? Ngon không? Ngon không? Cay không? Ngon không? Ngon cái này được. Bít tết ngon hơn.
Anh này có nước gì chấm không anh? Có bột canh. Ơ sợ được. Kiếp dài thế. Ủa, ngọt. Đây là có gì bia nữa, chấm hết. Đấy các bạn ơi, vòng này là vòng thịt bò à bạn nhá. Ngon đấy, cậy quá. Đúng kiểu. À, làm quê không? Đúng rồi. Đấy các bạn ơi, hai người ăn khỏe lắm các bạn ạ. Cho nên là mình nghĩ là sẽ được rất là nhiều vòng. Ăn rồi được mình. Tuổi gì các bạn ơi. Cố lên. Cậy quá. Ngon đấy. Ngon. Đấy, rất ngon các bạn ạ. Phê các bạn. Quá tuyệt vời. Duy ăn nó dai à? Bảo không nghe, lấu mình lấu nó không hề dai. Vừa phải các bạn ạ, thì nó sẽ không dai. Về ngon rồi. Bỏ tầm mạnh ngon. Không biết thưởng thức bạn ạ. Ăn bò bít tết không mà người ta làm chuyên hẳn. Cố lên. Bảo. Bảo rồi. Các bạn ạ, hôm nay mình sẽ nhất định phải lấy 500 đô của Hưng nhá. Cái gì thằng gì này ở đây? Gì gì tuổi gì? Tôi sẽ bảo tôi cách nào. Ấy là loài phước. Nhanh thế à? Bài này mình cuối bạn nhá. Đâu rồi các bạn ơi, cược xong rồi nhá. Bây giờ còn Duy nữa thôi. Đấy Duy. Cuối cùng các bạn ạ. Duy lần nào cũng ăn sau các bạn ạ. Duy nhìn cái cửa. Cứ mõ mình. Rồi. Hết rồi các bạn nha, Duy hết rồi. Quá chịu thua chưa? Chưa nhá. Rồi bắt thăm tiếp các bạn nha. Rồi bây giờ bắt thăm tiếp các bạn nha. Duy thua đi. Không bao giờ có mùa xuân đấy các bạn ạ. Đấy. Mơ đi. Đường các bạn ạ. Ôi. Đồ khô bạn nha. Ok. Rồi vào tiếp nào. 1 2 3. Chết rồi. Đây chính là khoai lang sấy các bạn ơi, đồ khô rồi nhá. Đồ tươi mà đây. Khoai sống này bạn. Khoai sống nha. Đấy bắt đầu đi. Em cho em cái gì để em gạo. Làm vỏ à? Đâu làm vỏ đâu. Đây đây đây. Đấy làm vỏ đi. Đi đổ ra đi. Đấy các bạn nhìn này. Wow. Wow. Rất nhiều các bạn nha. Một đĩa đầy. Một đĩa đầy luôn. Đấy cường gọt vỏ vô ăn nhanh lên. Đấy. Khô hết à. Khoan phải khô. Của bạn nhá. Rồi. Tối. Khổ hết. Đấy, củ sống các bạn ạ. Rất là ngon. Rất khô bảo. Củ sống mà ngon hay. Ngoài ăn kiểu gì. Cố lên. Wow. Quá tuyệt vời. Ngon. 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 Ăn nướng. Cường lâu lắm rồi không ăn cái này đúng không? Làm 4-5 năm rồi. Đấy các bạn ạ, tuổi thơ ngày xưa là suốt ngày ăn củ này các bạn. Đi bò ấy, xong bới lên ăn nhá. Phê loài. Ăn nó rất là tốt cho tiêu hóa. Đi chăn bò đi từ sớm à. Một giờ đi ra đạp bới trộm. Xong rồi thằng xây lò à, thằng kiếm củi. Bắt đầu mình đốt mà, đốt xanh nó đập củ vào lướng. Ngày xưa bọn ăn. Là xưa là mình là hay đi nhặt cứt trâu khô các bạn ạ. Sao lướng lên. Tuyệt hơn cứ gọi nha. Thật mà. Ấm lắm.
Đấy các bạn ơi, Duy này toàn các bạn ạ. Khoai khoai lang sấy khô. Khô lắm. Khoai 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 sống như thế không khác gì các bạn. Nó là do hộp nước mà. Khô quá. À. Mình cho uống nước các bạn nhá. Cứ nghe lên đây. Đấy, Duy có một đĩa đầy các bạn nhá. Rất là ngon. Đấy, Cường các bạn ạ, một củ to bự các bạn nha. Cố lên. Rồi. Úi dồi ôi, ngàn đúng. Nói chung là củ tươi kia nó cũng khô bạn ạ. Nhưng mà nó còn đỡ là khoai lang sấy các bạn nhá. Úi dồi. Wow, miếng to à, chà bá bạn ạ. Các bạn ơi, ngày xưa mà mình đi ăn ăn khoai thì không có cái loại bột canh với lại ớt kia đâu các bạn ạ. Đấy, chỉ có muối thôi. Chứ làm gì có bột canh hảo hảo mà chấm. Chưa xong hết đâu các bạn ạ. À. Vẫn còn Cường với lại Duy có phần một ít các bạn nha. Sạch đĩa đấy. Rồi Cường xong rồi các bạn nha. Còn Duy nữa. Thôi quá ngay từ. Duy lên trọng thật các bạn. Khéo gãy răng nha. Duy khéo gãy răng nha. Có bao giờ chịu thua đi. Thân nhau. Các bạn ơi, Duy hết rồi nha. Hết. Có ai chịu thua chưa? Vâng ạ. Rồi bốc thăm tiếp các bạn nha. Rồi bây giờ bốc thăm tiếp nha. Cửa bốc chơi kìa. Đồ tươi các bạn ơi. Đồ tươi. Đồ khô các bạn ơi. Đồ khô. Ok. Rồi 1, 2, 3. Wow. Ui, khô là nho khô, nho sấy mà. Của mình là nho tươi các bạn nhá. Rồi, bắt đầu ăn đi. Đấy, nhiều. Các bạn ơi nhìn này. Phết đổ ra đi. Đổ ăn ra đi á các bạn nhè, các bạn nhè. Đấy. Ngon các bạn ơi, gì ạ? À? Wow. Đấy. Nho ngon các bạn nhá. Đĩa đầy không khác gì các bạn nhá. Rồi, Duy ăn rất nhanh các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Wow. Nó như thế nào Cường? Ngọt à? Đấy, đương nhiên rồi. Nho sấy nó ngọt. Đấy, nho của Duy thì ăn thì tuyệt vời, không dám cãi rồi. Đấy. Mà mắc máy luôn. Một hộp nho bạn nhá. Ừ, mà quá tuyệt vời. Wow. Ngon các bạn ơi. Ngọt quá. Đấy. Duy ăn nho này thấy ngon sao mà đúp ghê đi. Ngon ha. Ngon ha. Wow, Duy ăn ngon các bạn ạ. Cường nhanh lên đi. Đấy, có mấy quả nho đen thì sấy bé tí. Ngọt lắm ạ. Ngọt à? Cố lên. Ôi gì? Có một ít nữa thôi các bạn ạ. Đấy. Ăn này chắc là sâu sắc. Đúng là không phải ăn cả bã. Đấy. Duy ăn rất khỏe, Cường ăn rất nhanh các bạn nha. Nho dễ ăn các bạn ạ. Ngon. Wow. Nho tươi nó sẽ không hoạt bằng nho nho sấy được các bạn ạ. Rồi mặn nước ạ, nhiều nước ạ. Rồi. Cố lên. Đấy, khối lượng tịnh là như nhau các bạn nha. Rồi, khối. Rồi.
Quả nào thối được bỏ ra các bạn nhá. Đấy, Duy sắp xong rồi, Cường nghe lên đi. Rồi, đút lốt đi, nhanh lên. Để thi tiếp vòng nữa. Rồi, Duy cũng xong rồi các bạn nhá. Quá chịu thua chưa? Rồi, bốc thăm tiếp các bạn nhá. Rồi, bốc thăm tiếp nhá, nào. Duy bốc đi, Cường. Đấy, tươi đồ khô các bạn ơi. Đồ khô các bạn nhá. Tươi tươi các bạn ơi. Đồ tươi, ok. 1, 2, 3. Đồ sấy của mình là, đồ khô là chuối sấy các bạn ơi. Chuối này bạn ơi. 3 quả chuối tươi các bạn nhá. Đấy, bắt đầu. Wow, một đĩa đầy luôn các bạn nhìn này. Đấy. Đĩa này làm sao mà một quả rồi. Ôi, chuối kia nó gọi là nhiều kìa. Nó khô ạ. Khô. Đấy, Cường đã hết một quả các bạn ạ. Đấy, chuối nó mất rất là, khi chín nó rất mềm. Nhưng sấy thì nó lại khô rồ. Thắc thế nào. Quả thứ hai. Khô, mở hết mồm. Ăn chuối mở hết mồm. Đấy, chuối ngon các bạn ạ. Rất là ngon các bạn nhá. Cố lên. Hết rồi các bạn, phần này hết rồi. Rồi Cường là này hết các bạn nhá. Đấy, 3 quả các bạn ạ. Rất đơn giản các bạn nhá. Cố lên. Rồi Cường hết rồi các bạn nhá. Còn gì thôi các bạn ạ. Chuối ngon quá các bạn ạ. Bạn gì đây? Thua rồi, cố làm gì nữa. Gờ gờ đi. Thôi rồi ạ. Bạn nhìn với trình độ ăn của tớ, 3 quả chuối tính theo dây này, bạn làm gì yếu cửa. Bạn là tớ một lần hết luôn. À thế à. Cảm ơn em đã cho anh bay à, cậu vui nhé. Ăn lâu cực quá kìa. Rồi các bạn ơi, Duy xong rồi các bạn nha. Đấy, chuối nó hơi bị cứng nên ăn lâu các bạn nha. Duy chịu thua chưa? Ngon. Rồi, bốc thăm tiếp các bạn nha. Rồi, bốc thăm tiếp các bạn nha. Ăn rất khỏe các bạn ạ. Đấy, bốc thăm đi. Đồ tươi các bạn ơi. Đồ tươi. Khô bạn ơi. Đồ khô các bạn nha. Ok. Rồi, nào bây giờ đến 3 mở ra nha. 1, 2, 3. Khô sấy các bạn nha. Khô chiên. Ui dồi ôi. Đấy, hôm nay trận chiến ăn theo đồ khô và đồ tươi các bạn ạ. Ui ngon thế. Mở lẩu các bạn nha. Rồi. Đấy, ngô ngon các bạn ạ. Ngô này chuyên để ăn lẩu các bạn nha. Đấy, Duy ăn sắp xong rồi các bạn ạ. Cường này có há mồm bạn chưa. Ủa đĩa đầy. Ngon. Đó Cường ơi. Bạn tốt không tới món này đấy. Đấy, quá tuyệt vời. Duy ăn rất nhanh các bạn ơi. Cường nhanh lên. Ôi ạ. Hay à. Rồi, khó lắm ạ. Rồi, một cú không. Đấy, Duy ăn sắp xong rồi. Duy mồm ăn các bạn ạ. Như này. Cường, Cường nghe lên đi. Duy sắp xong rồi. Ăn mũi Cường khua rồi ạ. Đấy, nguyên là Duy ăn bắp ngô này thế nào. Mùi quá ngọt luôn. Rồi, quá tuyệt vời. Còn Cường. Khổ quá, cứng quá. Ăn hết răng. Mm-hmm.
Huy ơi, em thua này. À, nói to lên. Thua. Ngừng ăn đúng không? Rồi các bạn ơi, cường chịu thua bạn nha. Bởi vì là cái đĩa ngô này nó cũng là đầy các bạn ạ. Làm sao để ăn hết được? Khổ quá. Rồi Duy chiến thắng các bạn nha. Đấy, thử thách ăn đồ khô và đồ tươi này Duy là người chiến thắng. Yeah. Yeah. Các bạn ơi, thử thách đồ ăn tươi và đồ ăn khô các bạn ạ. Duy là người chiến thắng các bạn nha. Yes. 500 đô này sẽ thuộc về Duy các bạn ạ. Ôi. Còn khóa tranh khổng lồ này sẽ thuộc về Cường nhá. Thôi Cường đấy. Thua là thua, đừng có thả, không thả đây. Rồi đúng rồi. Thả, thả. Các bạn nhì, nói nhiều. Đấy, các bạn biết đẳng cấp của Jimin chưa? Ăn rất là khỏe các bạn nhá. Chú bà. Không nhẹ nha, nhẹ đấy, nhẹ hết rồi đấy. Nếu mà nhẹ lần nữa là cho quả mới. Đáng đời. Thiệt dài không cắn được. Quá chơi quá chịu các bạn ạ. Đấy, thua cuộc là phải hình phạt các bạn nhá. Yes. Ui dồi. Ngon các bạn ạ, tuyệt vời. Núi hết một miếng ạ, cắn một phát luôn. Ăn chua có gì đâu, ngon được. Cảm ơn em mọi đã thứ có anh. Cháu thường này em nhìn anh nhá. Này này này, câu giờ quá, có mỗi hình phạt thôi mà 3 phút làm sao còn clip các bạn ạ. Đừng đi tốn tiền cái. Đấy. Rút lốt vào là xong. Oh, hết rồi, tuyệt vời. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nhá. Còn bây giờ xin chào hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nhá. Bye bye. Bye, bye.